anh mới bắt nợ 1 tấn gỗ này quy đổi ra là 10 tỷ tiền mặt. Chú thử kiểm tra xem là có phải gỗ chuẩn không hay nó lại lươn anh rồi. Ok anh Giai ơi, thế để em giúp anh làm pha này nhá, xem là loại gỗ gì mà người ta lại định giá cho anh cao thế. Nhiều khi đấy, nhiều khi anh em cứ kiểu như là nợ lần ấy, như người ta cứ không có tiền người ta giả, người ta cứ gán nọ gán kia vào. Anh em nhiều khi cứ tưởng được hời nhưng mà chưa chắc được hời đâu. Đấy thì hôm nay em sẽ giúp anh em là xem kiểm tra xem nào. Ui da, đây một khối gỗ rất là đẹp đây. Anh ấy gửi luôn cả cục gỗ đẹp như này về cho mình là rất chất lượng đấy. Rồi, và mình sẽ kiểm tra xem vào đây nó là gỗ gì anh em mình nhá. Thì bó chặt quá, lôi mãi không ra này anh em. Xuồng. Rồi, và giới thiệu anh em thì đây là một cục gỗ có thể nói rằng là rất là vuông vắn và cân kiện. Thì nói thật với anh Giai thì nếu để nhìn này thì không thể phát hiện được. Với cái màu đỏ hồng cam cam như thế này thì nói thật anh có rất nhiều loại gỗ có cái màu này. Đấy, ví dụ như trước khi em nhìn thấy cái màu này thì em đã khẳng định ngay thì có thể là một trong các loại gỗ sau đây. Có thể là gỗ hương. Đấy, và có thể là một vài các loại gỗ cẩm Nam Phi, hoặc có thể là chắc dây của Nam Phi. Đấy, hoặc là có thể là gỗ tử đàn của Nam Phi anh nhá. Đấy, thì còn tử đàn của Ấn Độ thì không phải, bởi vì nếu tử đàn Ấn Độ mà chỉ cần gửi cho em qua bưu điện mấy ngày thôi là đã xuống cái màu thâm đen rồi. Ok, và ngay bây giờ em Sơn sẽ kiểm tra xem là cho em Sơn tạt tí nhá. Đầu tiên thì đây là có một tí phần rác này. Phần rác em phải thử tạt tí phần rác xem là chất lượng rác có như thế nào. Nói chung là cái loại rác này thì cũng không thể phát hiện ra điều gì cả. Ok, tiếp tục sẽ kiểm tra thêm. Trong cái quá trình em tạt ấy thì thứ nhất là tom gỗ của nó thì cũng tương đối là mịn, thứ hai chất gỗ khá là chắc gỗ, và đặc biệt nữa thì đây qua mắt nhìn của em Sơn thì hình như là cũng có một chút cái ánh kim sa ở trong các cái đầu tom gỗ này. Em có thấy là gỗ nó có một chút kim sa ở các cái đầu tom gỗ. Thì nói thật với anh là em thì cũng đã khẳng định được cho anh luôn, đây là một cái phôi gỗ khá đặc biệt. Loại gỗ này hiện tại đang rất là hot ở thị trường Việt Nam, và hầu hết những người chơi đẳng cấp chơi là người ta thường muốn là sưu tầm và sử dụng một cái sản phẩm gì đó liên quan đến dòng gỗ này. Và đây chính là dòng gỗ vương mộc tử đàn. Nhưng mà chia sẻ với anh thì cái loại gỗ này nó có khả năng rất là hay, đó chính là khi mà mình cho vào nước ấy đấy, thì nó không có chuyển sang màu gì hết. Nhưng mà khi mà cho vào rượu ấy với nồng độ cao thì cái loại gỗ này nó sẽ ra một cái màu, nó gọi là cái màu máu đỏ. Anh em mình nhá, cho nên tại sao cái dòng này nó gọi là tử đàn đỏ. Huyết kê tức là như màu máu gà đấy, màu đỏ đỏ đấy anh em. Thì nói thật với anh là nếu như cái loại này hiện tại bây giờ giá trên thị trường ấy, thì nó rơi vào khoảng hơn 100.000 trên 1 kg anh nhá. Thì nếu như mà cái loại này mà anh bắt nợ 1 tấn 100.000 1 kg, cứ tính 100.000 đi nhá. Đấy, mà thôi tính hẳn 200.000 đi. 1 kg thì bây giờ 1 tấn là bao nhiêu? 1 tấn là 1.000 cân đúng không? Đấy, 1.000 là vào có 200 triệu thôi. 200 triệu thôi. Nhưng mà nếu như anh mà bảo là anh bắt nợ là 1 tấn là vào 10 tỷ thì tức là 1 kg gỗ nó rơi khoảng gần 10 cân ạ. Gần 10 triệu đúng không ạ? 1 kg gỗ vào gần 10 triệu thì có mà nó là tử đàn Ấn Độ. Thì em nói luôn, đây không phải là tử đàn Ấn Độ đâu, đây chính là tử đàn đỏ huyết kê của Nam Phi. Dòng này và dòng Ấn Độ kia là nó khác hẳn nhau. Dòng Ấn Độ ấy thì nó là loại cao cấp nhất trên thế giới này rồi, nó là loại VIP và đắt nhất, giá của nó thì rơi vào khoảng từ 8 đến 10 triệu một cân. Đấy là loại to, còn loại nhỏ thì rơi khoảng từ 4 đến 6 triệu trên 1 kg anh nhá. Và loại đấy thì không bao giờ nó có phôi gỗ to đường kính được to khoảng hai mấy như thế này đâu. Cái loại tử đàn Ấn Độ ấy đường kính to mà như thế này thì một cái khúc này là bằng cả con ô tô luôn. Một cái khúc như thế này là phải bằng cả con ô tô ấy, khoảng 5-700 triệu một cái khúc như thế này. Nhưng còn đây là tử đàn của Nam Phi, dòng huyết kê thì nó không đáng giá là bao nhiêu cả, nhưng mà nói chung là nó cũng là một cái dòng gỗ khá là giá trị. Đấy, anh nhá, thì chúc mừng anh khi mà
đã bị người ta lại dắt mũi rồi. Bởi vì cái dòng này hiện tại rất khó để có người có thể biết và phân biệt cái loại này được. Bởi vì tử đạn Ấn Độ ấy, phân biệt bằng cách đó chính là chúng ta ngửi cái mùi thơm. Thì cái này là không có mùi thơm, cái này là có mùi chua anh nhá. Thế còn tử đạn Ấn Độ là nó có mùi thơm tựa như mùi sô-cô-la. Và chất gỗ của nó rất là rắn. Và không bao giờ có cái chuyện là đầu gỗ này, không bao giờ có chuyện tử đạn Ấn Độ mà cái đầu gỗ nó có thể xé từ tâm ra và nó hơi lứt lứt và rịa rịa như này được. Thế cho nên là anh cần phải xem lại cái vừa rồi về số tiền mà gần 10 tỷ đồng là số tiền rất là lớn. Cho nên là anh cũng cần phải kiểm tra lại như anh nhá. Ok, chúc anh sẽ xử lý công việc xong xuôi.